Chào em nghe rõ Dạ, nghe rõ anh ơi, nghe rất rõ từng hơi thở của anh. chào các bạn diễn đàn nhá. Nghe đây em mới Hiếu Ngọc mới hay quá, anh lên nói mấy câu. Dạ, Anh theo dõi em lâu rồi. Theo dõi em lâu rồi, em mới 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 diễn đàn được qua đây phải không? vâng ạ. Rồi trước hết là chúc cho anh chúc em với gia đình mạnh khỏe nhá. Chống ma quyền Dạ. rồi anh nhá. Rồi rồi. Nói chung bây giờ cho anh cho anh nói vài câu với này. Tức là cái nhiệm vụ chống ma quê của anh em mình với của các em thì còn dài, còn chống từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Nhưng mà theo ý anh là trước khi chống ma quê thì mình phải có cái đoàn kết trong nước trước đã. Đoàn kết trong nước thế nào? Theo ý anh đoàn kết trong nước có nghĩa là mình lên đây chống ma quê chứ mình không hội nhóm, không phe đảng, không nói xấu ai cả. Anh rất mừng là em với Hiếu Ngọc, một số em sau này em Thanh Thanh, một số em sau này lên là mình chỉ chống ma quê chứ mình không có phe đảng với ai cả. Còn cái lớp đi trước thì tuyển toán để ý cho người ta cứ khoe ta yêu nước nhưng mà ta lên đây toàn moi nhau ta chửi không à. Cái lớp đi trước ấy rất dở, anh nói toán trần nghe về, cho nên là em mới lên ấy thì anh cũng lên đây anh nhờ mạng em, anh cũng cũng mạo muội nói mấy câu là các em lên mới rút kinh nghiệm. Học chị Hiếu Ngọc đấy, học Hiếu Ngọc thì học một số bạn đấy. Ở ngoài Bắc mình có một số bạn như anh Viên Hoàng này, Hiếu Ngọc này, em này, rồi Lưu Ly này, rồi anh Long Thúy này, rồi anh Trần Thành Trung này, rồi anh Vương Hùng này, rồi anh Trần Siêu này, rồi ở trong miền Nam đó, trong miền Nam này có Thanh Thanh này, có bạn Dũng này, bạn Dũng mới lên này, cái gì Dũng nhỉ, rồi Quốc Dũng này, rồi Hà My này, rồi Bằng Nguyên Anh này, Bằng. Bằng Nguyên rồi 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 Bình Dương đó, rồi Hạnh Phúc Trần, rồi Trung Vũ nữa. Nói chung là cái lớp sau là các em mới lên, các em rất giỏi, trình độ giỏi mà ăn nói không ba vạm, không ba vấp, không đảng phái với ai nữa, trong đó có cả em nữa đó. Chứ cái rút cái kinh nghiệm mà rút kinh nghiệm cái lớp đi trước lớp đầu là lên đây phe đảng, rồi Ngọc Nhiên với lại Phương Nguyên bữa nay cũng rút kinh nghiệm rồi, rút kinh nghiệm thì cũng không có phe đảng với ai nữa. Một số anh chị đi trước ấy là rút kinh nghiệm, một số anh chị đi trước toàn trần cứ lên đây chém ba que đít, cứ lôi nhau ra chém nhiều, lôi phe đảng lôi chém toàn trần. Phải biết rằng anh em mình nội bộ không đoàn kết ấy, là nó như cái lùm cho tụi ba que núp vào trong nó đấu tranh, nó đánh vào nội bộ mình thôi chứ không có cái gì cả. Tức hiện nay là ba que ở trong yêu nước trong ba que nó lẫn vào trong anh em mình rồi, nó cũng lên đây nó cũng phản biện, nó cũng chửi như vậy thôi, nhưng mà thực tế nó là ba que, nó chuyên đánh phá, nó chống phá anh em là mình thôi. Toán nghe hiểu ý anh nói chưa? Tức là Dạ, dạ em hiểu. ba que là yêu nước là ba que, nó lọt vào trong nhà mình, nó cũng lên mạng, nó cũng chửi vậy, nó cũng comment vậy, nhưng mà chủ yếu nó tập trung nó lôi phe đảng đánh phá anh em là mình. Cho là mình rất mừng nữa ấy, là cái anh em lên sau này là người ta nhận được tình hình, ta nhận được vấn đề, người ta làm rất đúng cái đường lối là yêu nước, chứ không có giờ mình đảng phá mình bên người nọ bên người kia mình có được cái gì đâu. Hôm nay mình chửi cho ý họ, ngày mai mình không chửi cái nó bảo mình ba que luôn. Đó. Hôm nay mình phèo phe họ, mình nói kia mình nói cho ý họ, ngày mai mình nhận thấy sai lầm mình ngưng cái nó bảo mình ba que luôn. Nó chửi thắng mình bảo mình ba que luôn. Nó đâm tự nhiên yêu nước là ba que, là ba que yêu nó lộn như kiểu cái lẩu ấy, lộn lẫn như cái lẩu ấy. Tốt hết là anh em mình lên đấy là mình chém ba que cái chém ba que thôi. Còn mọi vấn đề phe đảng người nọ kia của ai kệ họ giải quyết, mình không tham gia. Em đi nhìn trên mạng mình Cũng là rất cảm ơn sự góp ý của anh. Về riêng diễn đàn của em đàn độc lập đấy, em cũng là đấy, thấy cái bọn là ba que với bọn phản động bây giờ nó quá là xảo trá, thì đúng em rồi cũng muốn mở cái diễn đàn lên để em đấu với bọn nó. đúng rồi Còn em xin hứa với anh với các anh chị em ở dưới diễn đàn nhé, để em là Trần Toản sẽ không có một cái chút gì là theo bè phái cả, là cái thứ nhất. Và thứ hai, những anh chị em vào lên diễn đàn của em không mang diễn đàn khác hoặc là không nói xấu người khác, đúng rồi đấy là một quan điểm rõ ràng của em luôn, anh Hoàng trong Hùng, chỉ anh một cảm ơn phút em. thôi là lốc luôn. Cho nên là một cái ba que bây giờ nó cũng hoạt động, nó cũng khôn lắm, có nhiều đứa thì nó ra mặt nó chửi, có nhiều đứa nó lộn vào trong anh em là mình luôn, nó cũng yêu nước cũng lên, nó cũng phản biệt y thật. Thực tế là nó mục đích nó lộn vào anh em mình để nó trà trộn, nó chia anh em làm nhìn làm nhiều bè phái, nó đánh lẫn nhau phe nọ đánh phe kia, nó làm cho anh em mình lộn xộn mất đoàn kết đi. Cho nên là anh rất mừng cái lớp sau này các em, nhất là Hiếu Ngọc, một số em nó là dân, các em rất là khôn, các em nhìn thấy vấn đề, nhìn thấy đấy, những người như vậy tôi nhìn thấy đấy.
mà anh tin chắc là em cũng nhìn thấy vấn đề đó. Thế lên đây cứ lôi anh em, lôi những người yêu nước ra thì bố xẻ nói lẫn nhau, để chửi lộn lẫn nhau, kể lể để rồi phe đảng cái đó không tốt. Bây giờ mình đánh ba que thì mình cứ đánh thôi. Thì nói chung là anh lên đây thì cũng cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết là nói góp ý mấy câu với em vậy thôi. Còn thì anh tin tưởng là các em tuổi trẻ là các em sẽ tốt, tốt hơn những người đi trước. Mình rút kinh nghiệm những người đi trước em. Rồi thì cho các bạn khác lên, anh nói câu bữa khác anh lên lâu nhé. Này, dạ, vâng, anh sức khỏe nữa, em chúc anh gia đình nghỉ cuối tuần vui vẻ. Rồi rồi, cảm ơn, cho anh hỏi thăm anh em gia đình nhá. Rồi các bạn em, chào các bạn như này nhá. Mình nói với câu có gì không phải thông cảm nhá. Nhá. Không có gì rồi anh xuống rồi. Dạ. Xin chia sẻ với toàn thể gia đình nhà mình. Để anh Trung Phan lên đấy có bí. Thứ nhất là anh theo cái lay động về những cái chuyện mà toàn thể gia đình nhà mình vừa rồi được biết về cái đấu tranh nhau về cá nhân, thì về riêng em thì em xin hứa với các bác là không bao giờ em có những cái chuyện đấy. Những ai lên diễn đàn với em là chia sẻ những cái gì tốt đẹp của đất nước mình, những cái gì mà chưa được thì cũng là để mình chia sẻ, để cho tất cả là rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Và cái mục đích chính của em ở diễn đàn là để nói cho cái bọn ba sọc nó biết, mở cái đầu lão của chúng nó. Đấy là cái điều là em mong muốn nhất của cái diễn đàn của em. Chứ còn các bác, các anh chị mà lên đây mà chỉ vì một cái chuyện cá nhân đưa lên diễn đàn của em thì thật sự là em không hoan nghênh. Mà lúc đó mà em mà cho xuống thì các bác cũng hết sức thông cảm cho em. Còn diễn đàn của em đấy, thứ nhất là bây giờ chúng nó bảo là phải có lọ có kia, nhưng mình đây không biết là ở nước văn minh hay không, như các bác thấy em nói chuyện cũng chưa bao giờ chửi bậy, đúng không ạ? Nguyên cái đó là mình đã thắng chúng nó rồi. Rồi anh chị em nào lên với em nữa ạ? Các anh chị em cho mình chia sẻ đi ạ. Thanh Thanh lên em ơi.